Vì sẽ được 20.000 kit nha các bạn. Các bạn chơi thành công tặng thêm 80.000 kit nữa là được 100. Mình sẽ nói sơ qua, đây là một cái sàn giao dịch của thằng Nga nha các bạn. Dự án của nó là sẽ đánh bại thằng Bina luôn nha các bạn. Bina là một trong 10 sàn lớn nhất thế giới nha các bạn. Nó thằng Covid này nó sẽ đánh, nó sẽ tham gia vào những thị trường nè các bạn. Nhiều lên bấm nút sao cho các bạn coi nè. Nè các bạn, Anh đâu nè các bạn, Indonesia đâu nè, Italy nè các bạn. Hỏi mà các bạn thấy cái giao diện của nó có 2-3 nước không các bạn. Nay nó vào thị trường nè. Nè các bạn, các bạn chơi cái này các bạn có thể làm được một user nha các bạn. Cây hệ thống của nó nè. Nè các bạn, thu thập giới thiệu luôn các bạn. Các bạn có việc chơi và chia sẻ kiếm tiền nha các bạn. Dự án của nó là cuối tháng 12 nó cho mình rút già lên sàn KuCoin hoặc là CoinMarketCap mình bán vậy, Việt Nam đồng rồi các bạn. Link đăng ký thì mình có để dưới phần mô tả đó các bạn, link hướng dẫn đăng ký rồi các bạn click dưới phần link đó mình đăng ký và mình chơi. Các bạn đăng ký rồi để đó các bạn. Nè, số liệu thống kê bây giờ số lượng tham gia nè các bạn. Các bạn, số lượng tham gia của nó giờ là tới 2038, nãy giờ lên nhảy lên 1 là 39 các bạn. Tổng phần thưởng của nó cho nè các bạn. 2509 không đếm con số đi không nổi luôn các bạn. Tương đương với là khoảng 400.000 USD gì đó các bạn. Các bạn chiến nha các bạn. Các bạn dịp sao chép cái đường link này chia sẻ cho bạn bè nha các bạn. Nè. Các bạn cây hệ thống nữa các bạn. Các bạn gắn giới thiệu xong được 5 người các bạn là các bạn được 50.000 kit nữa. Giá của đồng kit giờ nó hơi sụt các bạn, mà các bạn đăng ký đi mình bao là bao nhiêu nữa các bạn. Hiện giờ là bạn nhận được ví dụ như được 100.000 đồng kit thì giá hiện tại của nó giờ còn có 0.2, nó sẽ sụt. Tới đó thì nếu mà nó lên thì mình có khoảng được ba mấy đô đó các bạn. Hiện giờ thì mình đăng ký thì được ba mấy đô đó. Rồi sau này mình không có biết nha các bạn. Giá của... Rồi mình quay lại cho các bạn coi luôn. Cho coi. Giá... Rồi đây này. Giá hiện tại của thằng kit tôi cần này là rất là ít nha các bạn. 0.00016 nha các bạn. Rất là thấp luôn. Nhưng mà... sau 2 tháng nữa mình không có biết được nha các bạn. Nó sẽ lên lại nha các bạn. Rồi máy đứng máy luôn. Nó nữa các bạn rút lòng kit tôi cần này lên cái sàn MarketCap bán hoặc là cái sàn KuCoin nha các bạn. Giờ các bạn, bạn nào mà có tiền nhiều đó các bạn lên sàn này mua nha các bạn. Mua mấy cái đồng tốt cần này nè các bạn. Về lưu trữ lại sau này nó lên giá các bạn bán lại kiếm lãi nha các bạn. Vậy video của mình đến đây cũng kết thúc. Xin chúc các bạn chiến về chơi các bạn, gì bờ ri mà các bạn ơi. Các bạn ơi, cái video này mà nhiều cỡ khoảng 10 lượt comment, còn 5 lượt comment mình tổ chức event cho các bạn nha các bạn. Vì chào tạm biệt tất cả các bạn nha.